con có sứ trên đời này đấy. Bộ lông mượt thế, mềm thế nhở. Nhớ này sao tính được cái này không? Cho em cái chân, nó ướt. Con em phải ướt. Sướng quá luôn, lòng sợ thế nhỉ. Đây, con nằm trước này, trước em này. Mẹ chọn như này rồi. Đấy, em đang trải nghiệm cảm giác tê tê đấy, trải nghiệm cảm giác tê nè, sấy vào đây nhé. Ôi chết chết nhở. Anh Hương vẫn còn chưa đến được đấy mà. Yêu nhau à, yêu nhau à, mình là con gái thì yêu nhau à. Sao tính giờ này gì con đâu? Một chai nước cộng hai cái burger bằng 70.000 đồng. Ừ. Một cái burger cộng 4 cái gói khoai tây chiên bằng 60.000 đồng. Một cái hamburger cộng một cái khoai tây chiên cộng một cái chai nước bằng 55.000 đồng. Ừ. Tính giá tiền mỗi sản phẩm.